Xin mời các bạn đã trở lại với kênh Đại Lâm Vua Đồ Dòi các bạn. Đây là những ngày giữa tuần, sân Dĩ An Minh Nhí. Hiện tại bây giờ là 19 giờ giờ địa phương Dĩ An. Đây là kèo hạng giữa tuần các bạn. Hạng chung thôi nhưng thật sự rất gay cấn, kịch tính. Đi trước màn hình ống kính của Lâm là ba libero luôn các bạn. Kèo này là Phú đôi công với Sang Phan Rang. Và Phong Libero trắng dùm cho Phú Libero. Và có nhân Libero phụ luôn các bạn. Đây là đứng trước màn hình ống kính của Lâm là ba bộ ba của Libero Mexico. Còn bên kia cũng có hai cái tên thật sự rất ấn tượng các bạn. Đó là Nghi và Be, cũng là của Libero MC Bình Dương nha các bạn. Phụ cho Sang Sang đến từ Phan Rang Ninh Thuận. Sang Sang còn có biệt danh rất dễ thương là Sang La Làng. Anh ấy thật sự là áo áo rất dễ thương, máu lửa các bạn. Hiện tại bây giờ đang vô hàng và vô hàng. Đang làm sổ các bạn ơi. Đi chứng minh của chúng tôi là ông bầu Kasim Hoàng Vũ, Bình Phước. Bình Phước bao sổ Tho Mo dậy xong. Đấy là Kasim Hoàng Vũ. Còn áo đỏ, quần đen, đội mũ ngược là Lâm Hưng nha các bạn. Hiện tại bây giờ đang còn giao kèo các bạn cho rõ ràng các bạn. Đây, Sang Phan Rang có biệt danh La Làng, chưa đánh La Làng rồi. Xin mời các bạn chuẩn bị xem kèo hạng này nha các bạn. Bữa nào? Em vô đường rồi mà về đám luôn vậy hả? Cuộc chiến chuẩn bị bắt đầu. 16 tới nha các bạn. Không không. Vô hàng. Một pha kết thúc đầy quy lực của Sang Sang. Sang Sang thật sự máu lỡ rất sung. Đại Lâm rất thích đánh tuổi Sang Sang. Mặc dù chưa biết thắng hay là thua. 1-0. Kèo này đang vô hàng rất nhiều nha các bạn. Phú Phú làm gì đây? Phú Phú có nét đánh tương đồng giống Đại Lâm quá. Không có biết đập. Một đều. Phú Phú vừa tự sát tại đám lát. 2-1 nghiêng về cho Sang Phan Rang. Ở đây trước mặt màn hình của mấy cái đồ làm là 3 libero các bạn. Còn bên kia là 2 libero Nghi và Be. Trời ơi hên. Quá đáng tiếc cho Phú. Dột mốc bóng bay ra ngoài 3-1. Các bạn thấy bên kia như thế nào rồi các bạn? Bên kia là đại diện cho Sang Sang. Trời ơi trời ơi. Một pha kết thúc tốt của Phú. 2-3. Còn đây là những gương mặt ưu tú nha các bạn. Lâm Hưng, Tấn Tấn, Đức Từ Thiện. Tấn Tấn vừa thua ông anh kia một quả ngay giây 11 đều quá ghê gớm các bạn ơi. Một pha kết thúc quá quy lực của Sang Phan Rang. Cái nào tính cái nấy. Đây là không có ba bàn, cái nào tính cái nấy. Bốn hai. Ở đây sân này có trọng tài va luôn nha các bạn. Một pha phòng thủ tốt của Be. Phú Phú làm gì đây? Chuyền xấu quá. Sang Sang vừa có cú bợ tô các bạn ơi. Lỗi kỹ thuật kìa các bạn. 3-4. Ba bốn.
quá hay. Một pha phát bóng quan điểm trực tiếp của Phú. Phú là quê của Dị Thủy, Dị Thanh nha các bạn, gần nhà thờ Vĩnh Trèo nha. 4 đều. Một pha kết thúc bóng quá đầy quy lực của Sang Sang, đường chéo. 5-4. Kèo này là Phú đôi công và Phong Libero trắng dùm nha các bạn. Một pha phòng thủ tốt của Ba. Quá hay cho Nhân. Phú làm gì đây? Lôi Phú là hả Phú? Lôi à con à. Sao bị bắt lôi? Một pha chân bóng tốt của Trang Samarang. Tỷ số tại bây giờ là 6-4. Quá gay cấn, quá hấp dẫn các bạn ơi. Trời ơi, Phong bữa nay bắt kìa. Quá hay cho Sang Sang. Vừa có một pha chân bóng quá tuyệt vời. Nếu tình hình này không có gì thay đổi, ba libero. Đường về xa xôi lắm, lắm lắm xa trường xa. Đây là ông bầu ca sim Hoàng Vũ Bình Phước mở bao. Thò mò dậy sóng. Bảy bốn. Quá sung. Một pha phát bóng của Mộc hay cơ. Một pha xử lý đầy thông minh của Phú. 5-7. Này đôi công kia qua lưới thôi, hai thằng qua lưới người Phong được trắng dùm thôi. Bên kia là Be chiền 2 và Nghi mất bóng 1 nha các bạn. Quá hay cho phong thủ của Nhân. Tám năm đổi sân, một pha phòng thủ tốt của Nhân đang tiếp phung kỳ cho anh bay ra ngoài. Quá ổn các bạn ơi. Hiện tại bây giờ tôi thấy fan hâm mộ của Sang Samarang đang đổi sân. Bây giờ đổi sân, đứng trước màn hình của Đại Lâm là Sang Samarang, Nghi Libero và Be Libero phụ cho Sang Sang. Còn bên kia là Nhân Libero chuyền 2, Phong Libero bóc bóng 1 và Phú Libero đôi công với Sang Sang. Tám năm. Chết đi. Đi đâu? Còn khoai luôn. Chết hết đi. Chết hết đi. Phú làm gì đây? Một pha đường y. Ngay diêm. 6-8. Sáu tám. Đã.
Lại một pha phát bóng hỏng của Phú. Chính xác. Đánh 16 tới nha các bạn. Ok. Sợ cho anh chưa? Sợ cho anh chưa? Một pha kết bóng, kết thúc bóng tốt của Phú. Đường chéo à. 7-9. Thật sự không biết điều gì xảy ra với Phú Libero. Phát bóng hỏng nhiều quá. 17. Không không, phát hư không. Alo. Alo. Anh hãy nhà chứ bây giờ. Chết đi. Một pha đầy thông minh của Phú. 80. Một pha kết thúc rất tốt của Sang Sang. 11-8. Đăng tới rồi. Chèo cho nhanh chắn á, mới có đường chơi được. Chết tới luôn rồi nè. Chở kìa. Đó. Một pha xử lý quá thông minh của Phú. 9-11. Libero Phú Mexico đôi công giống như Đại Lâm quá các bạn ơi. Đánh không bóng không nghe tiếng động. Khều khều quẹt quẹt không à. Đập cặp hẹp cặp hẹp. Lại là Phú Mexico tự sát tại đám lắc liên tục. 12-9. Mấy nó có uống nổi đâu. Chị bắt mấy em đâu. Lên 18. Bởi tại tự tôi không có thích uống. Nên uống vô cốc thôi mà nước phê rồi không. Tụi tôi uống không có được đâu, uống thẳng cốc mà nước phê rồi. Phá bóng vô rồi, lưới phòng Libero. 13-9. Quá tự tin. Bè Libero. Phá bóng vô rồi, giật mình, nhảy giống ngựa, nhảy quá. 10-13. Một pha kết thúc đầy thông minh của Sang Sang. 14-10. Sang Sang giờ tự sát tại đám lạc. 11-14. Đánh 16 tới nha các bạn. Quá
bóng ai 12 14 16 tới nha các bạn ơi. Theo nhận định của Đại Lâm, kèo này khó phản rồi các bạn ơi. 12 14 ngoài nữa, bạn ngoài nữa chưa. 13 14 chưa biết điều gì xảy ra cho các bạn ơi. Mười sáu tới các bạn, 13 14 rồi các bạn à. Ông bầu ca xem Hoàng Dâu, nếu không có gì thay đổi thì dán banh này mình sẽ đi ra Trường Sa và Hoàng Sa. Còn thay đổi thì vào bờ an toàn. Con tàu đang bị đắm rồi, lên đền. Mười ba mười bốn đập phay đập buôn. Kèo này 14 đều 15 đều có thể hấp dẫn lắm các bạn à. Một pha quá ghê của Sang Sang, nặng đô. 15-13, một pha rất nặng ký của Sang Sang vừa rồi bạn. Trúng vào cái vai của Nhân luôn các bạn, trúng vào con chuột cái vai các bạn ơi, quá ghê. 15-13. Đây nó chơi cuối cho nó quánh lên cửa. Một pha kết thúc bông tốt của Phú. 14-15, 16 tới các bạn. Sang Sang có thể đưa con thuyền vào bờ an toàn hay là không, quyết định nằm trong tay của Sang Sang. Mười bốn đều không, 15 đều không, 15 đều, 15 đều. Đúng là cái kèo hạng. Chưa biết chuyện gì xảy ra. Sang Sang có thể đưa anh em vào bờ an toàn hay là không? Và có thể Phú Mexico Libero có đưa ca sĩ Hoàng Vũ vào bờ an toàn là không? Các bạn hãy chờ cháy cuối cùng đi nha. Quá kịch tính các bạn ơi. Nín thở và nghẹt thở cho cái kèo hàng này các bạn ơi. Vậy kèo này nghe ước tính tổng cộng như 396 cây vậy đó. Quá ghê. Nín thở chờ trái cuối cùng nha các bạn. Nín thở nha. Chơi thế gì? Xin chúc mừng Sang Sang Văn Rang. Thật sự hồi hộp. Quả bóng cuối cùng, một pha đầy nặng ký của Sang Sang. Tỷ số 16-15. Nghẹt thở các bạn ơi. Thật sự là một cái kèo hạng của hàng chung này quá hấp dẫn, quá kịch tính. Ok bên, các bạn nhớ hay nhớ share và like và share kênh Đại Lâm Vô Rồi. Cảm ơn các bạn đã nhiều nha. Xin mời các bạn xem tiếp các kèo hạng tiếp theo các bạn. Xuống lên rồi.